Mở cửa. Gì đấy? Đang ngủ ngon, sáng ra làm cái gì mà sồn sồn đến vậy? Nhìn này! Chết rồi, mấy con vịt của bọn mình sắp đứt hết rồi. Má ơi, đang up trend, sao lại tụt như tụt quần thế này? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tụt thế này thì đến sói phố World cũng đỡ sao nổi. Bình tĩnh, từ từ, tính tỉ trọng đi đã. Hạ từ từ. Không biết các thánh bên phố World mà gặp kèo này thì xử sao nhở? À, trước đọc không ít truyền thuyết, để kể cho nghe nhá. Phố World, con phố được ăn cả, ngã về không. Hầu như ai cũng biết, ở đây chỉ cần sải chân một cái là một phút trắng tay, nhẹ thì ăn mày, nặng thì chỉ còn đường đằng xuất khỏi trái đất. Nhưng nếu chọn đúng thì cũng chỉ cần một phút là đổi đời. Một phút thôi cũng có thể biến bất cứ ai trở thành tỷ phú. Phố World là chiến trường vĩnh cửu của nỗi sợ hãi và lòng tham. Nhưng thông thường, lòng tham luôn thắng. Jesse Livermore từng là huyền thoại đầu cơ trên sàn chứng khoán, từng ám ảnh cả phố World, nhưng cuối đời lại điêu đứng, tự tử vì trầm cảm. Từng có thời, Livermore đi tới sàn chứng khoán nào ở Mỹ thì ở đó bỗng có thêm hàng trăm khách hàng tới giao dịch chỉ được nhìn thấy ông. Jesse Livermore sinh năm 1877 tại Massachusetts trong một gia đình làm nông. Từ nhỏ, ông đã thể hiện khả năng học tập xuất chúng. Khi 3 tuổi rưỡi học đọc, học viết, 5 tuổi có thể tính nhẩm các con số và chỉ cần 1 năm để hoàn thành chương trình học của 3 năm. Nếu đo thì chắc IQ của ông cũng thuộc hàng top trên thế giới đấy. Khi 14 tuổi, Livermore buộc phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, với sự liều lĩnh và quyết tâm, Livermore leo lên xe chở hàng để bỏ trốn khỏi nhà để tới Boston tìm cơ hội đổi đời. Khiếp, 14 tuổi bỏ nhà đi bụi. Ông đấy nên về Việt Nam sống, có khi lại đỉnh. Đến mình đây bảo bỏ nhà đi, có mà bị đấm cho tím mắt đấy. Ừ, đúng đấy, tớ cũng không dám đi như thế. Nghe tiếp nhá. Ông ấy dừng chân tại một công ty môi giới chứng khoán nhỏ ở Boston, làm việc ở vị trí viết giá chứng khoán, board boy, vì có ngoại hình trông như một chàng trai 20 tuổi với mức lương chỉ 5 USD một tuần. Đến 15 tuổi, Livermore đã dành dụm được một khoản tiền nhỏ để giao dịch ở các sàn giao dịch chui và kiếm lời tới 60% mỗi ngày. Má ơi, tỷ lệ chốt lời khủng vậy, đúng là thánh hưởng lãi. Dần dần, tiền kiếm được từ các khoản đầu tư ở chợ đen của Livermore còn vượt hơn cả lương làm thuê. Livermore quyết định nghỉ việc, chính thức trở thành một nhà đầu cơ toàn thời gian khi mới 16 tuổi. Việc Livermore thắng lớn từ các sàn giao dịch chui khiến cho nhiều địa điểm cá cược trong thị trấn gấm ông do lo ngại về những tổn thất. Ông phải cải trang để qua mắt họ. 4 năm sau, Livermore 22 tuổi, ông đã tích lũy được một khoản tới 10.000 USD và bắt đầu giao dịch hợp pháp tại sàn chứng khoán New York. Ôi, 10.000 USD, thời điểm bây giờ là tầm gần 300.000 USD, khoảng hơn 7 tỷ đồng đấy. Nếu chỉ đi làm thuê thì ông này phải mất gần 42 năm mới kiếm được bằng đấy tiền. Muốn tiền để ra tiền thì chỉ có đi đầu tư là chuẩn bài. Chưa, trên thị trường chứng khoán, việc kiếm tiền và giữ tiền chưa bao giờ dễ dàng, ngay cả với thiên tài như Livermore. Tại đây, ông nổi tiếng là một nhà kinh doanh thành công trước khi lại bị mất tiền oan. Một trong những vấn đề của Jesse là ông vẫn sử dụng các con số từ mã chứng khoán, nhưng những con số này lại khác xa số liệu thực tế. Livermore lại quay lại các sàn giao dịch chui ở St. Louis để kiếm lại số tiền đã mất. Thời điểm ông quay lại phố World, thị trường chứng khoán đang tăng mạnh, ông kiếm được 50.000 USD. Năm 1906, ông nhận thấy sự tăng giá phi lý và động thái bán rất mạnh của cổ phiếu đường sắt Union Pacific và quyết định bán khống ở mức đỉnh 330 USD trên một cổ phiếu. Khi đó, ai cũng nghĩ ông điên rồ. Nhưng một trận động đất xảy ra sau đó không lâu đã khiến cổ phiếu này giảm 70% và chỉ còn lại 92 USD trên một cổ phiếu. Livermore đã kiếm được hơn 250.000 USD trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mến mà có bằng này tiền là mình chỉ cần gửi ngân hàng và nghỉ hưu sớm, vi vu du lịch đến già luôn rồi bạn ơi. No, dễ thế đã không nên chuyện. Ngày 24 tháng 10 năm 1907, cả thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào trạng thái cold margin. Nhiều người cho rằng cả thị trường đã vĩnh viễn ra đi khi không còn lực mua nào nữa. Ngài J.P. Morgan tập hợp các ông chủ nhà băng và nguồn dự trữ để mua lại các ngân hàng yếu kém. Livermore chấp thời cơ mua cổ phiếu trên diện rộng và kiếm được 1 triệu USD chỉ trong một ngày. Kiếm tiền quá dễ dàng và lối sống xa xỉ của Livermore đã châm ngòi cho sự bất cẩn và sụp đổ không thể tránh được của Livermore. Năm 1908, một tay đầu cơ hàng hóa nổi tiếng tên Percy Thomas đã hẹn gặp Livermore.
Ông dường như bị thôi miên bởi câu chuyện của Thomas đến nỗi bỏ quên nguyên tắc của bản thân và những lời khuyên của người khác, tiếp tục mua vào hàng chục tấn bông vải dù ông biết nguồn cung đang dư thừa. Cho tới khi mất tới 9 phần 10 tài sản đáng giá hàng triệu đô la, Livermore mới trở nên lý trí nhưng đã chịu tổn thất nặng nề, buộc phải tuyên bố phá sản vào năm 1915. Mặc dù là một người hiếm hoi thu được lợi nhuận trong giai đoạn khủng hoảng 1929-1933, kiếm được 1,4 tỷ USD tính theo giá trị ngày nay, nhưng sau đó tài sản của ông lại tiêu tán nhanh chóng. Trong thời gian này, cuộc sống của Livermore vô cùng bất ổn. Sau khi ly hôn, ông mất 10 triệu đô la chia chắc tài sản cho người vợ thứ hai. Cả căn nhà trị giá 3,5 triệu đô cùng nhiều trang sức đắt tiền cũng bị bán rẻ với giá 222.000 USD. Sau đó, ông kết hôn với người vợ thứ ba là bà Harriet Mead. Nhưng biến cố liên tiếp khiến tinh thần Livermore sụp đổ hoàn toàn. Ông tuyên bố phá sản lần thứ ba. Năm 1934, ông cũng bị đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Thương mại Chicago. Livermore vẫn tin rằng mình có thể làm lại như những lần trước đó, nhưng sau tất cả những áp lực và căng thẳng mà ông phải chịu đựng, điều này chẳng thể nào đạt được. Ông cũng không thể trở lại kinh doanh ở phố Wall bởi không còn đam mê và động lực như trước. Ngày 28 tháng 11 năm 1940, Livermore đã tự sát trong phòng khách của khách sạn Serenes Land ở Manhattan, ở tuổi 63. Ông ra đi để lại một bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho vợ, trong đó có câu "Cuộc đời anh là một sai lầm", được tìm thấy trong cuốn sổ biệt gia của ông. Thế ví dụ, tớ ngồi nhà làm trader, thì khi làm thẻ căn cước công dân, người ta hỏi làm nghề gì, thì trả lời sao nhở? À, chắc là chuyên gia tài chính. Nhưng có nên chọn lại không bảo? Trader có toàn màu hồng đâu. Không biết, nhưng nghề nào chẳng có cái khó, hơn nhau ở bản lĩnh. Ví dụ câu chuyện trên, tớ rút ra được 5 kinh nghiệm xương máu như thế này. Đầu tiên là tin tưởng và nhận định của chính mình. Tiếp theo là kiên trì và giấc mơ kiếm tiền hàng ngày ngu ngốc. Thứ ba là giữ thói quen ghi chú lại những thương vụ hoặc cổ phiếu. Thứ tư là biết điểm dừng và tận hưởng cuộc sống. Và cuối cùng là hiểu rõ cái giá phải trả cho trò chơi đầu cơ. Con ơi, nghe lấy lời cha, một ngày chơi trứng bằng 3 năm làm. Hôm qua đặt lệnh bán sàn, hôm nay tăng điểm, muôn vàn đắng cay.